Vâng, chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến tất cả các bạn những cái sản phẩm ở sản phẩm đến thời điểm hiện giờ trừ đầu kéo và móc ben này nhé. Đầu kéo và móc ben thì đi vào cung đường nó khó không thể vào được mặc dù nó có tải thời điểm giờ. Và còn lại, chiếc xe còn lại mà chở được khối lượng hàng nhiều nhất thời điểm giờ là chỉ có hổ vô bốn chân thôi. Và hổ vô bốn chân nó là có loại thùng U với khối lượng hàng chuyên chở lên đến 17 tấn và thùng hàng nguyên bản là được khoảng 15 khối thì nó là một trong số những xe thời điểm giờ là khả dụng nhất để chúng ta có thể chở vật liệu xây dựng cung cấp nhà dân xa lớp mặt bằng và ngày hôm nay tôi xin giới thiệu đến tất cả các bạn hổ vồ bốn chân thùng u của nhà máy ô tô TMT lắp ráp ba cục đây ạ hổ vồ một thương hiệu quá quen thuộc đến tất cả các bạn từ hai đến bảy đến, đến giờ rồi của CNHTC, một tập đoàn cực kỳ là uy tín và nổi tiếng của Trung Quốc. Một trong số những tập đoàn nổi tiếng về lắp ráp sản xuất xe tải lặng của Trung Quốc, CNHTC Cái chiếc xe bốn chân hổ vồ của tên, tên nắp tên ráp này, đầu tiên là về phần cabin. Cabin của nó được cái sử dụng sử dụng cái cabin V7G. Cabin V7G. Nó có hai màu sắc để các bạn có thể lựa chọn thời điểm giờ. Đối dòng bốn chân là màu nâu cà phê và màu xanh truyền thống, màu xanh truyền thống của Hồ Vô Cái cabin V7G này thì bắt đầu từ 2018 sau khi cái dòng máy cơ kết thúc thì dòng máy điện ra, cabin V7G này bắt đầu về Việt Nam. Trước đó thì cái xe 3 chân 4 chân thì sử dụng cái cabin HVK 16, một cái loại cabin cũ. Nhưng đến thời điểm giờ các bạn có thể nhìn, cabin V7G mới cực kỳ là đẹp, rộng rãi, cực đẹp. Mặt ca lăng rất to, logo trước sáng bóng luôn ạ đó cụm đèn thì cũng đèn rất bạn có thể nhìn rất giống của đầu kéo a 7 đúng không ạ cụm đèn bao gồm có cả ờ uh, chiều sáng ga chiều sáng gần độ chiều sáng cực kỳ là tốt khi mà chúng ta đi vào những cung đường đường xấu con này của chúng tôi nó là một con một trong số những con bản full bản full là gì ạ bản full là chúng ta có đầy đủ tất cả các chức năng các bản phun thì thường thường là chỉ có ở trên các xe con mà bản cao đầy đủ chức năng và hổ vô của chúng tôi ở đây cũng đầy đủ chức năng đều chức năng nó là gì ạ thứ nhất là về cấu hình cấu hình của nó là 380 HP 380 sức ngựa tiêu chuẩn khí thải Euro 5 à, lốp ở đây thì sử dụng cái cỡ lốp 1.200 là hai 20 Và TPT rất chi là chiều chuộng khách hàng khi có tới 3 phiên bản lốp chúng ta có thể lựa chọn. Đầu tiên là cái lốp tam giác theo xe. Cái thứ hai là lốp Bestone và thứ ba là lốp Samson. Ba cái cấu hình lốp chúng ta có thể lựa chọn. Tiếp theo ngoài lốp ra thì chúng ta có thể nhìn thấy bốn chân chúng ta chắc chắn rồi, nó là loại cầu dầu. Cầu dầu này là cầu của Hồ Vô. Đầy đủ huy hiệu CLTC. Đó, các bạn thể nhìn chính hãng luôn đấy ạ chính hãng ạ tất cả những cái uh, linh kiện nhỏ nhất ở trên xe gần như đều có cái huy hiệu của cltc các bạn thể nhìn Đó. đều của chính hãng Taxi của nó thì là vẫn là cái loại taxi lồng hai lớp Taxi lồng hai lớp 8 x 8 một trong số những cái loại taxi mà dày nhất thời điểm giờ. Nhíp của nó thì sao ạ? Nhíp thì sau 12 lá và trước 11 lá. Cái bản của nó bạn có thể nhìn rất chi là dày. Đây, bản dày. To. Quang đôi. Đó. Tôi xin bật bí với tất cả các bạn là từ trước đến giờ cái loại hổ vồ bốn chân của chúng tôi đây. Nếu như bình thường có những thời điểm tôi đã cơi cho khách hàng lên đến chạy đến 30 khối, hơn 30 khối. Hơn 30 khối hàng nhưng bây giờ nó là một thể cực kỳ khó khăn cấm quá tải quá khổ và cắt không cho cơi lưới thì chiếc xe này nguyên bản của chúng tôi là được 15 khối đó mời các bạn tiếp tục cái thùng này thì nó là một cái thùng mà chở được khối lượng hàng 15 khối tương đương 17 tấn chính vì thế chính vì thế cho nên nó sẽ mỏng hơn cái thùng vuông cái thùng u này đôi giày đáy 4 phân và thành nó có 3 phân thôi đáy 4 thành 3. Và cái chất liệu thép của TMT cho ra cái thùng này nó là của đây chất liệu thép đây ạ. À. XAR 450. Đó. tất cả các bình dầu hay bình hơi đều được là cái bình hợp kim nhôm cho chúng ta cái độ bền theo thời gian luôn. Và đây các bạn có thể nhìn thấy cầu sau của nó đây. Cầu sau là cầu AC 16 tấn. Tỷ số chuyển của nó là 4.77. Đó. Nếu như để săn lấp hay là chạy trung uh, chuyển vật liệu xây dựng hay là chạy quặng hay chạy gì đó khai thác mỏ thì hổ vồ gần như nó là số 1. Gần như là số 1 kể cả như Hyundai hay là một vài hãng xe khác thì không thể nào ăn được cái hổ vồ này của chúng tôi. Thứ nhất chạy quá khổ quá tải cực kỳ là tốt. Cái thứ hai linh kiện linh kiện của hổ vồ thì đến thời điểm bây giờ các bạn có thể là đi đâu cũng gặp được, đi đâu cũng mua được và ở đâu cũng có thể sửa chữa được. Đó là một cái điểm mà vì sao hổ vồ nó đã vào được Việt Nam và được ưa chuộng đến thời điểm đến bây giờ. Đây ạ đây các bạn thể nhìn này, bên này chúng tôi là một cái cỡ lốp mà tam giác nguyên bản cho xe trên còn đây bên này nó là lốp beton lốp beton loại là gai to đây các bạn thể nhìn thấy lốp beton gai to hai phiên bản cỡ hai phiên bản lốp khác nhau hai xe này giống nhau hai xe của chúng tôi đều cái loại mà tải trọng là 17 tấn và khối lượng hàng chuyên trở là 15 khối chỉ khác màu thôi các bạn thể nhìn đấy Quinh dầu, quinh dầu thì đã được gia cố rất chi là lớn, hợp kim nhôm gia cố rất chi là lớn. Chúng ta chạy nhờ uh, cung đường có thể dài hơn. Đó. Ben của hổ vồ bốn chân TMT lắp ráp thì nó sử dụng cái loại ben Hiva. lõi phi 179 và cái vỏ là vỏ 202, một trong số các ben lớn nhất thời điểm giờ lớn hơn cả của nhập khẩu. Đó. Đó. Chúng ta vừa lướt qua một cái sản phẩm hổ vô bốn chân của TMT với khối lượng hàng chuyên trở lớn nhất thời điểm giờ. Khối lượng hàng chuyên trở của nó lên đến 15 khối và được 17 tấn. Và thời điểm giờ chúng tôi ngoài hổ vô bốn chân thùng vắt ra, chúng tôi còn có cả vẫn còn có cả thùng u và còn có cả ba chân. Rồi rất nhiều sản phẩm khác nữa nhưng những sản phẩm khác tôi xin được phép giới thiệu đến tất cả các bạn những video sau cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại trong những video tới xin cảm ơn